các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thiết bị định vị giám sát có tên là Mini A8. Sản phẩm này của hãng Loffe, nhập từ eBay về. Sản phẩm này được đóng gói như thế này. Tiến hành khui sản phẩm. Sản phẩm này đóng gói đơn giản, trong đó có một cái thiết bị nó nhỏ như thế này thôi các bạn, rất là nhỏ gọn, và kèm theo là một sợi dây cáp ngõ USB đi sạc. Thì giờ mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái thiết bị này nhé. Đầu tiên các bạn dùng một cái sim của nhà mạng bình thường, sim các bạn có đăng ký 3G nhé. Thì bạn gắn vô, trong đây có cái khe. Các bạn để ý gắn vô xong khoảng một lát là bạn thấy đèn ở trong đây nó đỏ nè. Đấy, sao đèn sáng không? Nhìn đèn sáng không? Đây là thiết bị nó đã hoạt động nha. Các bạn cứ cắm thẻ sim vô là tự động nó hoạt động luôn. Giờ các bạn lấy một cái điện thoại, có một sim điện thoại trên Android nha các bạn. Các bạn gọi về cái số mà mình, số sim mình vừa gắn trên đây. Các bạn để ý các bạn sẽ nghe nha. Đó. Thiết bị đây nó tự nhận cuộc gọi sau khoảng 10 giây. Alo. Đó, các bạn thấy không? Thiết bị này nó bắt tự động bắt cuộc gọi, khi nó gọi được rồi các bạn tự tắt. Khi nó nhận cuộc gọi rồi các bạn tắt, các bạn chờ một lát nha. Nó sẽ tự động nó gửi một cái tin nhắn của vị trí nó về cho cái trên cái máy mình vừa gọi. Đó, các bạn thấy nó đã gửi tin nhắn về đó. Nó gửi tin nhắn về dạng như thế này. Các bạn nhấn vô, nó sẽ dẫn tới một cái web đó là nó định vị cái vị trí của thiết bị mình. Ok nha các bạn. Đây mình demo nên mình không có để vị trí chính xác, nên khi các bạn dùng thì các bạn có thể cảm nhận được vị trí của nó rất là chính xác, sai số rất là thấp. Nếu mà bạn muốn tải app thì bạn có thể dùng tải app. Bạn tải app về bằng cái. Rất là đơn giản, dành cho những người không biết gì về công nghệ vẫn có thể cài đặt và sử dụng thiết bị này. Cái bộ sản phẩm này